tủ đựng linh kiện 38 ngăn bu rớ rẻ rẻ anh em ơi. Đó là năm 21-60-375 này. Nhìn cái xịn sò. Cọc lớn này. Đó. Cọc lớn này. Cọc lớn này. Đó, 230 này. Sâu vô là 150 này. Đó, cọc thứ hai này. Đó, cọc thứ hai này. Đó. Sâu vô nó khoảng 150 này. Ngang nó khoảng 110 này. Đó, đây có miếng khai để mình cũng để đâu để này. Đó, để linh kiện này, treo này, đó, đây này, đó, nhỏ này. Cọc nhỏ nó 150 luôn. Nhưng ngang của nó chỉ có 50 thôi. Đó, nó có khai khai nhỏ nhỏ này, cái đĩa thứ tư này. Đó. Cái này ngoài thì nó có cái đĩa treo lên tường này. Đó, treo lên tường này. Rất là ok.